Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 5 triệu đồng token Shiba đó. Một số thông tin về đồng token này, số tổng cung phát hành là 800 ngàn tỷ nha. Đã có 520 tài khoản holder đã phát sinh và 200 lượt giao dịch. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim.net, tin truy cập website của mình đã ở dưới mô tả video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm các 2 bước chân trên website giúp mình. Bước 1 các bạn xem chắc con chắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy con chắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask ở phía trước đây lát của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ tất cần vào ví giúp mình. Shiba Dog số tập phân 18. Nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claim.net nhé. Truy cập vào bước 2, cái link giúp họ đây để nhận token. Rồi, các bạn nhấp vào đây. Thì cái dự án này nó sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 10 và được release trên sàn SEO vào ngày 1 tháng 12 nhé. Sàn ba lần rồi, kết thúc vào 2-3 ngày nữa nhé. Rồi ở bên dưới đây thì nếu các bạn có điều kiện, các bạn vẫn phải bỏ số vốn nhỏ, nó không phải không một BDB mua cái đồng token này, nó không có tích trữ lâu dài nhé. Các bạn claim, các bạn nhấp vào phần này giúp mình, nhấp vào Anadoc, claim Anadoc, nhấp tiếp theo và nhấp kết nối ví của các bạn. Khi ra là 0.000553 BDB, các bạn nhấp xác nhận. Rồi giao dịch đang được xử lý. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claim.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất cho các bạn. Bạn đừng sẵn chơi nha. Bạn lưu ý cột bên tay phải là cách dọn ở những cái dự án Anadoc sắp kết thúc, các bạn có thể vào đây để nhấp vào đây nhận để nhận token nhé. Quan trắc của nó đây, bạn nhấp vào quan trắc để copy và dán sau ví của các bạn đây vào web để làm nhé. Bạn ra lại một lượt xem những cái dự án nào mình chưa tham gia thì cố gắng tham gia, chỉ mất khi ra thôi. Ở đây mình sử dụng 3-4 ví thôi, nhiều lắm. Nên là các bạn cứ hold đi, chờ cơ hội ít nhiều lượt tài khoản về sau. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để claim được nhận được 5 triệu đồng token Shiba Dog. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.